Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục đến nhà của em Thanh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Chào Thanh. Chào anh Tấn. Chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em có về lô mai vàng với tứ quý, giao lưu với cô chú anh chị làm sao nha. Thì chỉ của em là 3 xã Hồng Lãm, huyện Tôm, tỉnh Tre. Số điện thoại em là 0909 78604, số Zalo luôn. Thì cái lô mai này em ship toàn quốc. Rồi cái vô số 1 của anh Tấn ơi. Rồi, là một phôi mai vàng nha quý vị. Rồi, chiều cao. Cao nó 80 anh. Rồi, 80 cao. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 26 anh ơi. Rồi, xe xe luôn em. Quý vị ngắm nghía cái đường thân tay cành ha. Tay cành ông nào nấy bự bự không ha. Đó. Để đây. Để xòe điều bầu luôn. Rồi, giao lưu nha em. Cái này giao lưu giá 1.2 triệu anh ơi. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 2 luôn. Mà là một phôi mai vàng luôn nha quý vị. Thời gian là vậy đó. Rồi, cái số 2. Rồi, chiều cao luôn ha. 60 anh. Rồi, cao 60. Cái hoành. Hoành 24 anh ơi. 24. Rồi, xây xây luôn. Rồi, quý vị ngắm nghía bộ đế luôn ha. Để cũng đều nè. Rồi, vô luôn như em. 700 anh ơi. 700, rồi, xuống cây. Mã số 3. Tiếp tục là một phôi mai vàng. Rồi, chiều cao em đó. 80 anh. Rồi, cao 80. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 27 anh ơi. 27, rồi, xây xây luôn. 27 hoành. Rồi, xuống đế luôn à quý vị. Rồi, cái này 400 luôn đây. 400, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 4 ha. Số 4. Tiếp tục là một phôi mai vàng luôn. Rồi, chiều cao nó luôn em. 1.1 anh. Rồi, 1.1. Vô hoành luôn ha. Hoành 32. 32 hoành. Rồi, quý vị mình ngắm nghía thân ha, hai thân. Đó, tay cành cũng khá ha. Hai thân sát nha quý vị. Rồi, để đây. Đó, để mặt nào cũng có trơn ha, phân bố cũng đều đây ha. Rồi, vô luôn như em. Cái này giá 1.3 triệu anh. 1.3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 5. Số 5. Một em quái. Đó. Này quái gì cana luôn. À, có hông rễ nó chòm gì trước cái nó ngóc đầu lên thành cái cây luôn. À. 1 mét anh ơi. Rồi. Đây nè. Ồ, quá dị quá nè. 20 hoành. Đây ngực nó thành ngực thành. Rễ nè, nó cho rễ nó chòm cắm xuống luôn. Đó, đó, bên nó ngóc lên thành cái thân luôn ha. Này là thuộc về cây quái à. À. Rồi, giao luôn nhiêu đem. Rồi, 800 anh ơi. 800, rồi, xuống cây. Rồi, mã số 6 ha. Số 6. 6, mai vàng luôn nha quý vị. À, già lắm anh ơi. Già nổi cốc hết trơn rồi ha. À. Rồi, chiều cao. 90. Cao 90. Vô luôn, cái hoành. Hoành 28. Rồi, xây xây luôn, 28 hoành. Đó. Rồi vô đế luôn quý vị, nhìn cái lô này quý vị biết nó già cây nè, cốc nổi cần ha, hộp hộp đế ha, để tứ phía có đủ rồi ha. Rồi cái này vô lưu vấn tiểu anh ơi. Tiểu, rồi xuống cây. Rồi giờ vô luôn, theo luôn. Mã số 7 ha, tiếp tục là một phôi mai vàng luôn. Đó, này chỉnh chưa đứng nè. À, chưa đó, sâu vô xíu nữa. Rồi. Đó, đứng cây. 1m15. Rồi, 1m15 cao, tay cành đều ha. Này chơi thoát thân cao ha cho quý vị. Đó, tay cành đoạn trên đây đều luôn ha. Hoành 30 anh ơi. Rồi, 30 hoành đế nôm luôn, cộng bự luôn. À, bự luôn. Rồi, vô luôn như em. Rồi, cái này giá 1.4 triệu anh. 1.4 triệu, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn, mã số 8, cũng là một phôi mai vàng ha. Dạ. Yeah. Tứ quý nằm bên đây.
sần sùi vàng đây. Rồi chiều cao 60 anh. Rồi cao 60. 32 và 31 anh ơi. Rồi 31 rồi xe xe luôn. Chị ngắm nghĩa kỹ ha. Thân thế tay cành đây ha. Rồi để luôn. Già lên da cóc. Già nổi da cóc. Có dễ kỹ cấm luôn. Rồi có đó luôn. Rồi cho luôn nhiêu đem? Tiểu 2 anh ơi. Tiểu 2. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 9 hình như là chín. Số 9 ha. 9. Tay cành là dìa ghép mỗi tay luôn. 42 anh. Hoành 20. Rồi 20 hoành. Rồi cho luôn nhiêu đem? 35 anh. 35 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo số 10. Tiếp tục là một phôi mai vàng luôn quý vị. Rồi chiều cao 55. Rồi cao 55. Này, hai cây hai thân đấy. Một cây mà cây, hai thân, thân ha. 32 quanh. Rồi quanh 32 à, quý vị. Một cây. Cây ha, này có một cây thôi ha. Cây là hai nhánh. Rồi. Rồi cái này 800 anh ơi. Rồi 800. Rồi xuống cây. Rồi mã số 11. 11. Rồi chiều cao luôn 75. Cao 75. Độ sổ. Sổ 27. 27. Đó, ở trên có tay cành cũng đều đều ha. Quanh 21. Rồi này à, kiều nữ chân dài. Thoát thân hơi cao cao xíu. Ở trên tông tàn cũng đều đây nè. Đều ha quý vị. Rồi xuống bộ chân nữa cái ha. Chân nè. Đó. Rồi cái này 800 anh ơi. 800. Rồi xuống cây. Số tiếp theo luôn. Đó. Mã số 12 ha. Chắc úp nó xuống qua. Úp à, đúng rồi. Coi chừng trúng mấy em tứ quý trong cái đọc đó. Đó. Rồi. Giang gì à? Đổ xuống chút xíu cũng được đó. Đổ gì nè. Rồi. Dư sức luôn á. Dịu quý vị chỉnh muốn góc độ nào đó mình về tổng đổ gì nè. Lại ha. Đó. Về tổng giật đổ gì nè. Bay luôn. Rồi mình cho cái chiều chiều dài ha, chiều bay đó ha. 1m25 anh. Rồi 1m25. Cái hoành dưới luôn. 27 hoành anh ơi. 27. Rồi cho quay chậm chậm nha các quý vị, cái đường thân với tay cành ha. Đó. Này ghép bo vô bên bẻ xè 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 lắc đi ha quý vị. Đẹp ha, lập cái tàn lại đẹp ha. Rồi để đây. Đó. Nó cũng công hướng theo cái đường thân đó luôn ha. Rồi cái này giá 1.7 anh ơi. Rồi 1.7. Rồi. Cây. Rồi mã số tiếp theo là 13, cũng tiếp tục là một phôi mai vàng ha. Này mình quay là còn lớn có nhỏ có ha. Đủ cỡ luôn. Rồi cao 85. Rồi, vô cái vành luôn. Vành 18 anh ơi. 18 vành. Vành 18 ha. Rồi đế là quý vị. Này cũng có đế cũng tứ diện ha. Chậm rồi 38 ngàn luôn anh ơi. Rồi, nhanh quá anh chóng mặt luôn. Rồi xuống cây. Quay dèo dèo. Chóng mặt vô luôn. Rồi mã số tiếp theo 14. Rồi tạm tạm nó vậy đi ha. Rồi chiều cao luôn. Tới cổ thôi. 80 anh. Rồi tới cổ thì 80. Cái xuống 6, là 20. 6-20. Rồi cho cái hoành ha. Hoành 21 anh ơi. Hoành 21. Chiếc dài à. Tay cành đoạn trên đấy, dù dưới đây đánh tay cành rớt dưới đây nữa ha. Rồi cái này giao lưu giá 700 anh ơi. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp luôn. Mã số 15. 15. Rồi chiều cao nó luôn. 35. Cao 35. Cái tàn nhỏ nhỏ ha. Đóng bo vô cho tàn nhỏ. Hoành 21. Rồi xe xe luôn. 21 hoành. Này đế cũng đều ha. À. Xe đều nè. Đó. Rồi luôn như em. 500 anh ơi.
trăm rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Số 16 lên luôn. Mười sáu tiếp tục làm phôi mai vàng luôn quý vị. Rồi chiều cao 85 cao. Quý vị ngắm nghía tay cành em nói ha, cốt cái cành luôn nè, giật cấp ha, cắt thì cũng đẹp cây rồi ha. Rồi cái này 40 quanh anh ơi. Rồi 40 đúng nha quý vị. Tay cành cắt giật cấp cũng đẹp ha, này vừa để ghép luôn á. Rồi để đây, em già cây hang nổi cốc cảm quá ha. Để xe đều luôn. Rồi cái này luôn 2,5 triệu anh ơi. Rồi 2,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 17 số 17 mai vàng luôn nha quý vị. Rồi chiều cao 50 cao 50. Rồi vô cái hoành luôn 24 hoành. Rồi xây xây luôn em. Để chúng ta để đây đó. Rồi cái này giao lưu giá 600 luôn anh ơi. 600 ngàn bao ship tận nhà. Rồi tiếp theo 18 rồi mã số 18 tiếp tục là một phôi mai vàng luôn nha quý vị. Rồi chiều cao luôn 1m25. Rồi 1m25 vậy nhé, kỹ nè, đường thân tay cành nè, nó cong 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 bay bay lạng lạng vậy ha, móc móc cái tên ha. 36 hoành lên đây. Rồi hoành 36 xuống dưới đo cái cụ cũ nở nở dưới đây ha. 43 đó, cụ nở nó 43. Rồi xây đế luôn. Rồi vô luôn như đây em. 2,3 triệu anh. Rồi 2,3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục lên mã số 19 luôn ha. Nè cũng dán siêu siêu bay bay gì đây. Đó. Rồi cho cái chiều dài nó ha. Dài nó 95 anh. Rồi 95. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành 38 anh ơi. 38 hoành. Rồi xây xây luôn. Rồi xuống đế nha quý vị. Đế này cũng lực đế quá nè. Nguyên bệ ha. Bệ nở bệ nè. Chống chịu trước ha. Đây cái đuôi gị gị nè. Rồi giao lưu bao nhiêu đêm? 2,5 triệu anh. Rồi 2,5 triệu ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục lên mã số 20 luôn. Rồi mã số 20 tiếp tục là một phôi mai vàng luôn ha. Rồi chiều cao 45. Rồi 45 thân thì gốc hơi lắc nhẹ dưới ha. Trên thì con số tay cành luôn. Rồi cái hoành 24 anh. Rồi xe xe luôn em. Ở dưới đế nhìn cũng duyên. Ở dưới cũng duyên đế rồi. Đắt mà nhìn đế cũng duyên quá thằng. Rồi cái này 700 luôn anh ơi. Rồi 700. Rồi xuống cây. Số tiếp theo luôn 21. Cũng tiếp tục là một phôi mai vàng luôn nha quý vị. Rồi chiều cao 1m2. Rồi 1m2. Rồi vô hoành luôn. Hoành 35 anh ơi. 35 hoành. Này quý vị không thích tông cao này mình cắt lùng giật xuống cũng ok lắm ạ. À. Vậy giật 2-3 cấp dưới đây cũng ok lắm á. Để sổ anh ơi. Rồi để nè. Tứ diện ở tầng sổ. Em đẹp quá nè. Vô luôn nha em. 1,8 triệu anh. Rồi 1,8 triệu. Rồi xuống cây. Rồi con gì đây có cái đuôi ăn sáo luôn đó. Thằng lằn thằng lằn núi gì này nó muốn lên xù luôn anh ơi. Rồi mã số 22 ha. Dạ 65 anh. Rồi tới đuôi, tới hết đuôi luôn. Rồi cái đo cái mình đó 26 anh. 26 ha. Sổ xuống là cái mình ở đây xuống này tới cái đuôi 30 anh. Rồi quá ra đừng cái này dạ 26 26 anh ha. Dạ cây cũng lên xù.
xay xay luôn, xay cái con thằng lằn này coi. Đó. Chân chống chịu trước có ha, chân sau cũng có đuôi luôn ha. Xin hửa dòng lên. Rồi, giá luôn như đây em? 800 anh ơi. Rồi, 800, rồi xuống cây. Rồi lên 23 luôn. Tiếp tục là một phôi mai vàng ha. 23. Rồi, chiều cao luôn. 90. Rồi, cao 90. Rồi, vô cái hoành luôn. 31 hoành anh. Rồi, hoành 31. Rồi, xây xây luôn. Đó. Chúng đế luôn. Đó, đế cộng bự 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 ha. Mặt nào cũng có hết ha. Rồi, cái này giá lưu giá 1 triệu mốt lên đây. Rồi, 1 triệu mốt, hoành to giá nhỏ luôn. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. 24 ha. Tiếp tục là một phôi mai vàng luôn nha quý vị. 24. Đó, mã số 24. Rồi, chiều cao. 1m3 anh. Rồi, cao 1m3. Em này tay cành đóng đều lắm nè. Từ đỉnh ra thanh dừng cái anh cái mặt này. Này nó già cây mà tay cành nó đóng đều từ trên xuống luôn ha. Đó. Rồi, cái hoành này chắc cũng khá đây. Ba mấy đây? 36 yếu 35 anh ơi. Rồi, để luôn. Để như vậy, để cũng khá quá nè ha. Tay cành ở trên cũng khá ha. Rồi, cái này vô lưu gián triệu 8 anh ơi. Rồi, triệu 8 cái gì? Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 25. Rồi, 25 tiếp tục là một phôi mai vàng ha. Rồi, chiều cao. Cao nó 1m15 anh. Rồi, cao 1m15. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 31, 32 yếu 31 anh ơi. Rồi, tính 31 ha. Đó, lọc lá thì ra tùm hết rồi. Đó, cây mạnh khỏe ha. Này dưỡng, quý vị về dưỡng lại bẻ tay cành ngang ngang ra ha. Ghép bo vậy ha. Để tay đều tên đây. Đây, để nè. Để đều bầu hết trơn nè. Rồi, cái này vô luôn triệu 1 anh. Triệu 1 luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 26. 6 ha. Tiếp tục là một phôi mai vàng, lọc lá cũng ra luôn rồi ha. Này có cụm tay cành trên ha quý vị, không quá xá nè. 80 anh. Rồi, cao 80. Quý vị ngắm nghe kỹ ha. Rồi, vô cái hoành luôn ha. Đây, cụm tay cành trên nè. 32 hoành anh ơi. Rồi, xây xây ha, hoành ở dưới đo được 32 nha quý vị. 32 hoành. Rồi, để luôn. Để xè đều ha. Rồi, cái này giá 1 triệu 3 luôn anh ơi. 1 triệu 3. Rồi, Tú Quý thôi. Rồi, hết mai vàng, tới Tú Quý. Tú Quý mã số 27. 27. 27 Tú Quý. Rồi, chiều cao luôn em. 1m25 anh. Rồi, 1m25. Rồi, xây xây luôn. Hai thân ha. Đó, tay cành. Ngắm nghía kỹ thân rồi cành nó ha. Rồi, để luôn, hoành luôn. Hoành 40 anh ơi. 40 hoành. Để đây quý vị. Để bắp 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 không ha. Cộng nào cũng lấy chản chản không ha. Đó, cộng này ôm qua đây nè, qua đây. Cộng nào cũng lấy bự bự luôn ha. Đó. Rồi, cái này vô lưu giá 3 triệu rưỡi anh ơi. Rồi, 3 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 28. Tử Quý luôn. Đó. Rồi, chiều cao. 1m anh. Rồi, 1m. Ngắm cái tay cành đi ha. Tay cành. Này cũng cắt giật vô gọn gọn rồi ha. Này bị thẹo quá đá rồi nha anh. Rồi, cái đó có cái sẹo. Rồi, thẹo quá đá. Không có mục hay nó cái tóc cái lớp da đó. Đây cũng con sành quá đá. Cái thẹo đó ha. Rồi, đo hoành cái đó là 34. Có cái cũ xuống xuống đây. 54. 54. Rồi. Thì ngắm nghía cái cụ đế này ha. Rồi, vô luôn nhiêu đen? 3 triệu anh. Rồi, 3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 29. Tử Quý luôn.
này cũng cắt cấp rồi hết trơn ha. À, cái này về dây cấp rồi, dây cấp rồi đẹp, đẹp lắm anh ơi. Đây, cái đoạn tay canh nè. À, chờ từ hao về giật lại nè. Này thì mới cắt tạm thôi. À. Rồi, cho chiều cao từ đỉnh tới cậu rễ ha. Mét tới 5 anh. 1m05. Rồi, cứ xe xe chỗ gì, khoan khoan đâu hoành này. Đây quý vị, à, cái cụm tay cành trên này ha. Rồi, xuống hoành luôn. Này, để cũng đặt hết trơn. 39 hoành anh. Rồi, để nè. Đó, mặt bên đây ha, mặt bên kia cũng vậy ha, mặt đây lực hơn nữa ha. À. Mặt kẹo hết trơn nè. Rồi, cho luôn nhiêu đây em? 3.7 anh. 3.7 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 30. 30. À, tứ quý luôn nha quý vị. À, từ mã số 27 trở về sau là tứ quý đó nha quý vị. Rồi, chiều cao luôn. 85 anh. Cao 85. Hoành 33. 33. Rồi, cái cụm tay cành ở trên nè. Đó. Lên như cũng coi ở dưới cũng có cái sẹo ở gần gần thân ở đó. À, sành à, đó. Cái nhánh tét. Rồi. Sành. Xuống đế ha. Đế luôn. Đế cũng đều không gì. Mặt nào cũng có nè. Rồi, vô luôn nhiêu đây em? 2.7 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 31. Rồi, 31. Tứ quý luôn. Rồi, chiều cao. Tới cổ. 1m05. Rồi, 1m05. Con số tay cành trên ha. Đây, con tay cành nè. Rồi, này đế cộng sổ dữ ha. Rồi, vô hoành ha. Rồi, hoành đâu ngay đó. 25. 25. Rồi, ở dưới kia. 39. À, không tính, không tính hoành đó nha, hoành tính hoành trên. Quýnh tính hoành trên. À. Đo dưới tham khảo. 25 anh. Rồi, 25. Rồi, xe xe cái cụm đế dưới ha. Rồi, vô luôn như đây em. 1.1 anh ơi. Rồi, 1.1 ra xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 32. 32. Tứ quý luôn. Tứ thân luôn. 50. Rồi. Này xe, có vết cắt mà nó xanh này nha. Rồi, cái đó có cái sẹo cái đó đi. Hoành 28. Rồi, đó đó, 28. Rồi, ngay cái ngẩn đó đó ha. Rồi, để đây. Nhiều cái gì không thích cái cao cao mà mình cắt ngắn xuống mình chơi cũng được ha. Giật cấp nó lại ha. Rồi, cái này giá 800 anh ơi. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 33. Tiếp tục là tứ quý luôn nha quý vị. Mã số 27 trở sau là tứ quý nha. Đó, mã số 33. Rồi, chiều cao luôn. 90 anh. Rồi, cao 90. Rồi, xuống cái hoành luôn ha. Hoành 22. 22 hoành. Rồi, xuống đế cái quý vị. Đế nó nhiều đó đó. Rồi, 500 luôn anh đây. Rồi, 500. Về ghép giày bò vô chơi ha. Ok. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 34, cây cuối clip anh ơi. Rồi, mã số 34, mã số cuối clip tứ quý luôn. À, mã số 27 trở về sau là tứ quý luôn quý vị. Rồi, chiều cao. 1m3. Cao 1m3. Cái hoành. Hoành 32. 32. Thoát thân. Này có tông tạng nè. À, thoát thân từ tạng đó ha, xuống cổ. 50 anh. Rồi, quý vị nghĩa cái tà từ tay cành từ thoát thân lên đi ha. Đó, cụm tay cành nè. Rồi, mình xuống đế nha quý vị. Rồi, đế nha. Đó. Đế thì mặt nào cũng có, hang cộng cũng bự bự không nè. Rồi, vô luôn nha đây em. Tiểu 8 anh ơi. Rồi, tiểu 8. Rồi, xuống cây. Rồi, mình cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì quý vị trong quá trình xem quý vị thích mã số nào cứ alo trực tiếp em Thanh ha. Thì số điện thoại em Thanh thì mình để trên phần tiêu đề nha. Rồi, xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.